Chạy bonsai cả nhà ơi. Đấy, hoa nhài đẹp như này, kia hoa chè hoa vàng, kia rành rành quả rất là nhiều, bạn tí phải vặt vợi đi. Nhưng bạn nhìn quả này, quả này, quả này, quả này kín đi, quả này, ui giời, thử xem phải vào vặt vợi cho chất ăn thôi. Ui ôi, quả nó nhiều thế này, ui ôi chết rồi, quả nhiều quá, vặt đi. Nó quá, nó quá đây. Sao lại nhiều quả này nhỉ? Lâu không vào vườn đây rồi. Quả các bạn này. Ui giời ơi, này phải vặt đi thôi. Quả kín đi này. Ui giời ơi này. Này, ui giời, quả này. Lâu lắm không vào vườn. Chay các bạn nhá. Vừa mua một cái chay nữa để chơi mấy cái chay rồi chuyển sang chơi chậu này. Này vanh của nó này. Vanh chỗ này chỉ 28 thôi. Mòn mèo, rắn cá rắn này. Đấy. Anh khoa, anh khách anh Hà Nội, anh hỏi mua cái nhài Nhật thì vào quay cho anh. Đấy, đấy chạy đấy. Đây là cái rành rành, rành thì cái bánh gốc 60 to lắm, đang nuôi chạy các bạn. Em mới mua cái chay nữa về. Đấy, ok. Đấy, chạy bonsai các bạn nhé. Ok, để cho chậu.